Đây là cảm xúc vỡ òa của Xuân Phương khi giành chiến thắng trong trận chung kết hạng 60kg full contact. Còn gì hạnh phúc hơn khi võ sĩ này đã phải nỗ lực vượt qua cú sốc bị loại ngay từ vòng bảng ở SEA Games năm ngoái để trở lại với vị trí số 1 hạng cân này tại Campuchia. Cố gắng em bảo là mình sẽ phải làm lại những gì mình đã mất, không thể để mất trắng như thế này được, và năm nay em đã làm được. Trên một chiến thắng, Xuân Phương đã không giấu được cảm xúc của mình, nhất là khi anh đã thực hiện thành công lời hứa với bố. Khi bố em đang cấp cứu ở viện, và em đã cầu bình an cho bố bảo là ước gì bố qua được cơn nguy kịch, thì bố em đã qua và bố em đang điều trị ở nhà và em đã được huy chương vàng để cho bố vui mừng. Bố nhìn thấy bố đỡ hơn chưa? Thấy khỏe hơn chưa? Đây. Vết mổ của bố đỡ chưa bố? Nó khô chưa? Và bố bỏ ra con xem không? Bố bỏ ra xem không? Quay lấy con xem không? Quay vết ở đấy con xem. À. Có khó thở lắm không bố? Vâng. Không sao, con thành công bố ạ. Giữ lời hứa với bố rồi. Bố cố gắng khỏe xem con chinh phục đấu trường tiếp theo bố nha.